Làm đôi chụp hành nhỉ? Đeo cây nhỉ? Đôi này là khoảng bao nhiêu năm rồi bác? Chạy với chú trường này đây là anh em làm cây theo cái lối mới ấy. Dạ. Cũng là trực hoành nhưng mà cái trực này đúng là hoành dài. À. Cái này là cái thân hoành này bay rất là xa đúng không? Ừ. Cái này tính từ đầu đến hết cái bể nó 6 mét. Dạ. À. Theo cái trường phái mới. Dạ. Mình làm đa dạng một chút. Cô này bác này là trực thì bao giờ nói đến dáng trực là người ta nghĩ là dáng thẳng rồi đúng không? Đúng rồi. Thế nhưng mà lại gắn với trực hoành, thế là nó là phiên bản mới à? Nó là... Đã trực lại còn hoành, đã hoành lại còn trực. Theo một luống cây mới, thực mà hư, hư mà thực. À, kết hợp cả hai. Tức là bình thường là trực vẫn cái dáng cây đúng không? Trực để siêu hoành, huyền đúng không? Thế đây lại vừa trực vừa hoành. Đương nhiên là cái tên cây, dáng cây thì em cũng gặp rất nhiều, nhưng mà cái ý này là như lớp trẻ anh em bọn em vẫn cứ thắc mắc, vẫn cứ hỏi. Và đã trực lại còn hoành. Đúng không? Đã trực lại còn hoành. Vâng. Đã trực lại còn siêu. Đấy là trực còn siêu, trực siêu, trực hoành. Thế người ta như một quả là năng động, sáng tạo, kết hợp giữa với truyền thống văn hóa. Hai thứ nó phải kết hợp với nhau. Vâng. Ngày xưa là các cụ mình là đã cái thế trực hoành này là mới chứ ngày xưa thì chưa có đúng không? Đúng rồi, đã trực được thẳng. Vâng. Thẳng. Gọi là... Tức là trực cổ ngày xưa là chỉ có thẳng thôi. Đúng rồi. Vâng. Nhất trực trục thiên. À, nhất trục kính thiên. Nhất trục kính thiên. Nhất trục kính thiên. Trực hoành, trực siêu. Vâng. Mỗi cây nó tạo ra một cái dáng gọi là cái tên nó đa lá như thế. Đây cái siêu bên này này, cái này trực siêu. À. Thế nó gọi là đa lại ông phú. Cái trực hoành này là thời ngày xưa là chưa có. Chưa có. Tức là khoảng bao nhiêu năm trở lại đây mới có cái tạo cái dáng này. À, cũng có khá lâu khi mà bắt đầu như cái cây này bắt đầu mình tạo tác của nó thì thấy có sắp lên thì nó là chắc cái trực thôi. Vâng. Cái trực quê hương. Vâng. Nhưng mà mình muốn nó thay đổi mẫu mã lên tí. Dạ. Thì mình lại không, thay vì mình để nó đứng thẳng nên mình cho nó nằm xuống. Dạ. Cho nó tử nó lên. Tức là cái thân hoành này ngày xưa là bác làm cái trực khói hương. Đã. Rồi. Nó nè nè. Thế là lật ngang ra. Tức là làm theo cái kiểu thế. Lật ngang, thế còn cái tay một ở dưới kia. Đúng. À cái thì nó phát triển mạnh quá. Phát triển ngược lên. Cho nó lên. À. Đấy là ý tưởng sáng tạo của mỗi con người. Bông tán này là bông tán đối mới rồi đúng không? 10-15 năm nay với bông tán Tản Vân đúng không? Thế thì theo quan điểm của bác là về cái góc nhìn của các thế hệ, tức là như này, em thấy là các thế hệ tiền bối hay là các bác là lớp tiếp nối kia cận thì làm cây là theo cái lối cổ nhiều. Thế nhưng mà bây giờ cái lớp trẻ như là thanh niên như bọn em ấy làm cây thì nó có cái nhiều cái pha cách, nhiều cái cộng hưởng thì với góc độ là người làm cây, làm nghề lông như bác thì bác thấy cái quan điểm là thế nào, cái góc nhìn về làm cây thế nào của lớp trẻ bây giờ đấy? Lớp trẻ bây giờ mình cho rằng là các bạn ấy là thông minh hơn, sáng tạo hơn. Vâng. Bàn tay của các bạn khéo hơn. Vâng. Một phần là nhờ cái tính năng động sáng tạo, một phần nữa là các bạn ấy được quan sát. Tức là dựa trên cái thời buổi bây giờ gọi là công nghệ 4.0. Vâng. Các bạn ấy tiếp cận được không những bằng thực tế mà trên hình ảnh. Vâng. Có thể ngồi ở đây các bạn gõ ra cái làm bonsai của Nhật Bản hay là của Trung Quốc hay là của nhiều các nước khác. Vâng. Ngoài ra đơn giản như là tiếp cận với cách làm một ngay ở trong nước mình thôi. Vâng. Và lớp trẻ các bạn ấy có thể vừa làm cây vừa live stream. Vâng. Vừa có tác phẩm rất là để đời như là họa sĩ Cường chẳng hạn. Vâng. Chừng biết là tác phẩm dấu ấn thời gian của họa sĩ Cường nổi tiếng trên trang mạng xã hội. Bây giờ các bạn ấy về các bạn ấy sẽ học của qua cái học theo cách làm của bác Cường. Làm, đúng rồi. Tạo một cây tương tự à? Đem một cái cây như thế về để nghiên cứu, từ đó là nghiên cứu. Tôi sẽ không có thể là người ta không làm theo
y như là cái bức tranh như thế, nhưng từ đó sẽ có cái nền tảng cơ bản để họ sáng tạo ra nhiều cái hơn. Vâng. Ví dụ như là còn các bạn trẻ, chúng thấy là lớp trẻ nổi tiếng mà giờ được rất là nhiều fan hâm mộ Nam Lê chẳng hạn. Vâng. Nam Lê hiện nay là mình được biết là đang một cái tác phẩm phải nói là cũng đang nổi tiếng ở trên trang mạng xã hội đấy, của Nam Lê đấy. Chưa có biết tác phẩm gì không? À, Ngai Vàng Đất Việt đúng không? Đấy. Nếu bây giờ vào lớp trẻ bây giờ là phải nói là Ngai Vàng Đất Việt đang là một cái hot trên trang mạng xã hội. Thì mình nghĩ là lớp trẻ bây giờ nó năng động, họ năng động hơn, các bạn năng động, sáng tạo hơn. Vâng. Ừ. Có nhiều cách làm rất là mới. Tức là kết hợp truyền thống và hiện đại đúng không? Vừa truyền thống vừa hiện đại. Nó tạo dựng nên nó cái lối mới nó không gò bó. Không gò bó chứ. Vâng. Ví dụ như bọn tớ làm theo lối cổ là cứ phải ngoái đằng này, phải ngoái đằng kia. Vâng. Cái tính sáng tạo của các bạn là có thể có một cây này tùy hứng. Vâng. Nó không gò bó nhưng nhìn nó tự nhiên. Nó thực mà hư, hư mà thực. Tay bông thì sắp xếp nó cũng thoải mái hơn đúng không? Đúng rồi, thoải mái. Thân cành nó không gò bó lắm. Vâng. Nhưng mà em thấy ngay như vườn nhà bác là cũng kết hợp cả hai lối đây đấy. Đúng rồi. Tức là vừa là lối cổ của Nam Điền này làm cây dáng cổ, rồi là cây dáng mới tay bông Tản Vân đây là lối mới rồi gì nữa. Đang trong thời gian mình cũng cố gắng đấy. Vâng. Làm cho nó đủ các cái mặt hàng. Đây cái sân vườn bên kia em thấy là bác mấy con long đây là lối cổ là tay đĩa đây. Còn cái này là long hóa đúng không? Là lối mới rồi. Đây là lối mới. Vâng. Nhưng bản chất của nó vẫn là thân của cây long. Vâng. Khi mình làm rồi xong mình bây giờ mình tạo tác mình hóa ra cái tay ra cho nó đa dạng hơn. Vâng. Cái cốt là mình vẫn phải giữ. Cái cốt của nó vẫn là cây long. Tế thân điểm hầu đúng không? Tả hữu bông là cái cốt chính rồi. Cung lườn. Vâng. Còn không tay đĩa nó xé ra đúng không? Cái cốt của nó thế. Vâng. Nhìn cái chia nhỏ ra thì nó ấm cúng hơn. Vâng. Nó không gò bó. Nhưng mà em thấy là có hai cái mà các cụ để lại ấy, là về góc độ về cây ấy, thì không thể và không bao giờ thay đổi. Như em nhìn nhận là thứ nhất là cây gốc bù ngọn chỉ này. Cái đấy là không thể thay đổi này. Đúng không? Và cây đẹp thì muốn cây đẹp thì phải có thời gian, cây nó phải già, đúng không? Già lâu năm, nó mới quý. Vâng, đấy cổ đấy, đúng không? Cổ là trong cổ kỳ mỹ văn đấy, các tiêu chí đấy bác nhỉ? Vâng. Vâng. Cổ là cổ kính, đúng không? Thế còn kỳ đấy là kỳ lạ hay là kỳ gì? Vâng. Còn có nữa là kỳ thú. Kỳ thú. Và nhiều. Vâng. Mỹ là đây là còn là thẩm mỹ đúng không? Thẩm mỹ. Đây là một trong những cái đấy là trong cái tiêu chí của họ. Vâng. Để đưa vào để vâng. Vừa qua trong nó có triển lãm, nó có cái chống giải đấy. Vâng. Giải vàng của đồng. Vâng. Là áp dụng 4 cái tiêu chí. Để cho cái cây này của mình đạt được cái giải đi. Vâng. Lớp trẻ bây giờ các bạn ấy giỏi lắm. Vâng. Các bạn ấy ví dụ như là không bằng những mà chế tác là bông tay dáng thế đâu, mà bây giờ là còn có cái nghệ thuật đục cây và nghệ thuật ghép cây nữa cơ chứ. Vâng. Ghép cây thì ghép thì cũng phải tùy thuộc vào từng cây chứ bác. Đúng rồi. Ví dụ giống xanh này thì ghép thì thoải mái đúng không? Không, còn nhiều cây nữa các bạn ghép được. Vâng. Xem có những cơ các bạn ấy cắt nửa cây nọ ghép với nửa cây kia. Vâng. Hoặc là cái này cái phần cây này có thể ví dụ cái phần vệ này
được rồi chẳng hạn, nhưng mà cái phần ngọn này chưa được. Làm. Nếu mà làm cái phần ngọn này lâu, các bạn có thể cắt cái ngọn khác ghép sang một cái cây này. À. Đấy là rất là giỏi. Thế là rút ngắn thời gian. Áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật. Tức là phần bệ ở cây này. Ghép. Được rồi chẳng hạn, nhưng phần ngọn chưa được. À. Nhưng có những cây phần ngọn nó đẹp, các bạn cắt cái phần ngọn của cây này ghép sang. Ghép sang nối. Là có một cây hoàn thiện. Ô, thế nên như thế gọi là bác sĩ phẫu thuật cây gì nữa. Đúng rồi, ghép vâng. Cây, ghép một nửa cây nọ. Vâng. Ừ, rất là giỏi. Hoặc là trên các bạn ấy làm như này. Ví dụ cái cây này nó thẳng. Vâng. Đấy, trong thẳng chẳng hạn, nhưng các bạn ấy muốn nó cong như này chẳng hạn. Vâng. Nếu bình thường thì mình phải muốn cong, nhưng bây giờ các bạn có thể cắt nhiều nhát. À, đấy là phẫu thuật rồi. Phẫu âm, phẫu dương đúng không? Ờ, vâng. theo cái hình thù. Vâng. Đấy là cái áp dụng khoa kỹ thuật. Vâng. Tất nhiên là về cái giá trị nó cũng có cái phần một khi mà bọn mình làm quen rồi mình vào mình biết ngay là mình, vâng. mình ghép đấy. Tóm lại đấy là cái tính sáng tạo của nó trẻ, nó là như thế. Để nó rút ngắn thời gian. Đúng rồi. Thế thì vẫn đẹp. Nhưng mà bây giờ nhá, em thấy là như này. Ví dụ như cây tùng La Hán đúng không? Ừ. Bác mà cứ làm cắt giật với uốn cong từ nhỏ thì thời gian nó rất là lâu, bởi vì là cái cây La Hán nó làm nó lâu. Thế thì bây giờ làm thì bắt buộc là những cái cây thân thành cành to là uốn thì không được, thì bắt buộc phải phẫu gì nữa. Phẫu thuật thôi. Vâng. Thì nó cũng tùy thuộc và theo vào cái xu thế của người tiêu dùng. Vâng. Có những bác kỹ tính đó, bảo là tôi không cây phẫu thuật, tôi không thích, tôi phải lấy cái cây để có cái cắt truyền. Vâng. Có thời gian đấy chẳng hạn. Phải cắt giật cơ. Có bác bảo thôi cứ tạo dáng là được, còn phẫu cứ phẫu kiểu gì phẫu hả? Còn cái phần sau này về để tôi nuôi, tôi chỉnh sau thì cũng được. Vâng. Đấy là thôi thì bây giờ nó theo cái thị hiếu mà tiêu dùng. Vâng. Phong cách làm cây của miền Nam với miền Bắc là có cái gì nó khác nhau? Miền Nam họ chỉ họ làm cây bonsai thôi. Làm bonsai. Vâng. Miền Bắc thì các bạn miền Nam họ làm cây nhỏ. Vâng. Dáng thế bonsai thì họ làm tự nhiên. Tức là thiên về tự nhiên nhiều hơn. Tự nhiên. Mỗi cây nó có một cái nhà đặc riêng. Nhưng mà cây là mình gọi là thế mới gọi là vừa kết hợp. Vừa gọi là truyền thống. Vâng. Tính truyền thống và tính hiện đại. Vâng. Thì có ở quê mình. Thế là vừa kết hợp truyền thống hiện đại, tức là bonsai là cây hiện đại của trong miền Nam ấy. Vâng. Nó có một cái cây họ tùy hứng, gọi cái phong cách tùy hứng đấy. Vâng. Nhìn cái cây người ta phải không theo một cái khuôn mẫu nào cả. Tức là làm nó phóng khoáng hơn đúng không? Không khuôn mẫu. Vâng. Nhưng mà cây truyền thống mình làm như này là cây khuôn mẫu. Ví dụ như là phải theo thế gì dáng gì, tức là có phần lối cổ dáng, đúng không? Dáng trực, dáng huyền. Vâng. Thì đấy, nhưng mà cây miền Nam họ còn sai. Yeah. Thì sĩ để sáng tác thơ phải theo niêm luật đúng không? Đúng rồi. Đấy, theo niêm luật. Tùy hứng. Vâng. Bác thấy rằng là ví dụ như là bây giờ là trong cái tạo tác cây cảnh mà tạo những cái hình con vật thì nó góc nhìn của bác về cái góc độ đấy thế nào? Ví dụ tạo thành hình con, ví dụ như là trong một cái cây tạo con phượng hay con long hay là những cái con vật khác. Đấy là cái linh vật mà thực ra thì mình đã bắt đầu, miền Bắc bắt đầu lác đác theo cái lối làm của miền Nam gọi là cây linh vật. Vâng. Người ta tạo ra đủ các cái hình thù bằng các cái con, bằng các cây. Vâng. Hóa đơn trong các là trong các triển lãm thì chúng ta thấy. Vâng. Họ làm đủ mọi hình thù các cái vâng. cây từ các con. Nhưng mà họ làm thường thường những cái cây là những cây có hoa em ạ. Vâng. Cây hoa với lại cây dạng cây bụi nhiều cành. Những cái thập niên 90 em thấy là ví dụ như ở mình là cái cây vảy rô là cũng tạo những con hiêu hay là những cái con vâng tạo con vật nhiều bó. Vâng. Thế còn bây giờ ví dụ như là vào tạo tác cây cảnh mà những cái gốc lớn thân thế thì tạo dáng thôi đúng không? Bây
Thuận bây giờ đang có cái phong trào làm chùa, làm cổng, làm các cái chức đồng, làm cây xanh. À, làm chùa một cột đấy nhỉ? À, cũng nhiều nhà làm đấy đúng không? Nọng. Vâng. Nhiều cái tác phẩm cũng hay. Vâng. Đổi mới. Vâng. Bây giờ ví dụ như để nhiều nhà là bắt đầu là đưa hai cây lớn lớn ra đầu cổng ấy, đúng không? Làm đấy, làm cổng cây. Bằng cây thay cho vâng. Cây. Vâng, nhìn đỡ bê tông hóa đúng không? Đúng rồi. Làng vườn Bách Thuận nói chung, nói riêng là làng của Bách Tính, xã Bách Thuận. Bách Tính của anh là nó có nhiều cái ưu đãi do thiên nhiên ưu đãi, là do con người tạo hóa nên là cái làng nghề này nó có phát triển, cũng trong cái xã Bách Thuận này có đi sớm hơn một chút. Vâng, chính xác là hình thành cái làng nghề mình là chính xác là khoảng thời gian nào bác nhớ không? Bắt đầu là dân mình chính xác là chuyển sang làm cây cảnh ấy. Chuyển sang làm cây cảnh thì sau cái thời gian bao cấp ở cái thập kỷ cuối thập kỷ 80, thập 90 thì xóa bỏ bao cấp, chuyển đổi cơ chế cây trồng thì bác tính anh bắt đầu chuyển sang trước gọi là hoa cỏ cảnh. Vâng. Hương dược liệu. Nhưng bắt đầu sang cái năm 92 là sẽ làm Bách Tính chính thức có cái hội thành lập cái hội sinh vật cảnh của thôn Bách Tính. Là thôn đầu tiên trong cái xã Bách Thuận có hội sinh vật cảnh. Tức là 92 à? Từ năm 92? 1992. Là thành lập hội sinh vật cảnh. Hội sinh vật cảnh, người khai sinh là cụ Phạm Xuân Nguyễn. Và có nhà cổ đấy chú. Vâng, à đây nhà cụ Miễn thì em vào nhiều rồi. Cụ gần 90 rồi. Được phong danh hiệu nghệ nhân đấy. Vâng. Đến hồi đó là cụ Phạm Xuân Nguyễn và Phạm Xuân Thứ. Vâng. Hai người tiên phong trong cái cảnh này đấy. Vâng. Và thành lập ra cái hội sinh cảnh của thôn Bách Tính bọn anh. Thì Bách Tính quê anh thì nó có cái thuận lợi là Bách Tính là nằm bên dải sông Hồng, phù sa bồi đắp màu mỡ. Vâng. Khí hậu thì mát lành. Thế mà cái người dân Bách Tính thì phải nói là cần cù chịu khó và sáng tạo trong lao động sản xuất. Vâng. Thế mà một cái được cái ưu đãi nữa là qua cái con sông cách thì làng cổ Nam Điền chỉ có một con sông thôi. Vâng. Qua đò cũng năng ghê đấy nhỉ. Đấy. Còn đò chung năng ấy là đi sang giao thương nó thuận tiện đúng không? Nhiều cái điều kiện, vừa buôn bán vừa giao lưu học hỏi kinh nghiệm làm cây cảnh. Vâng. Thì những cái năm đầu tiên ấy thì còn vừa làm hoa quả cảnh, thế là Bách Tính của anh cái năm đầu tiên là trồng hoa. Trồng hoa trước đúng không? Vâng. Cái mùa Tết thì em thấy mùa này chuẩn bị. Mùa này em về làng Bách Tính thì có thể nói là vườn nào cũng dập trời hoa thực dược. Vâng. Hoa cúc vít. Rồi là Tết thì hoa violet. Vâng. Đó. Sản phẩm ở nhà vườn mình thì bây giờ là bác đã cung cấp đi những tỉnh thành nào rồi? À, nhà mình thì đây thì vừa có kết hợp với cái thương hiệu nhà vườn thì mình có cái quan hệ với các cái chủ thầu và các cái công trình cũng đã một thời gian rồi, thì là có thể nói là từ trong miền Nam và ra khắp cái cả nước, mà chủ yếu là nhiều nhất là miền Trung, Nghệ An, Thanh Hóa, Nghệ An, vừa rồi là Tĩnh, rồi các thức là đợt này là nó bị lũ lụt đấy, vâng. Chừng lại một chút. Chứ là trong miền Trung là tiêu thụ ở đây nhiều hơn đấy. Vâng. Chứ còn ngoài Bắc thì lại ít hơn rồi cơ. Ngoài Bắc thì thị trường cây nó rộng, dạ. Thị trường ngoài Bắc cũng nhiều chứ. Vâng. Ý là nói là từ miền Trung trở ra là nhiều. À vâng. Ừ. Cái miền Nam thì họ chỉ thu nhập những cây thế thôi. Vâng. Ừ. Cái cây thương hiệu của Bách Tính là có thể nói là hàng
công trình công sở đô thị. Vâng. Gọi tắt là. À bác Thiếu ơi. Bác thấy là những năm vừa rồi ấy là em cũng đưa thử nghiệm các đoàn về quê mình ấy. Trong cái lịch trình tham quan điểm du lịch sinh thái thì bác có thể gợi ý cho em xem là có thể là có những cái điểm nào để đưa vào cái lịch trình tham quan ở quê mình được không? Theo anh về Bách Thuận thì có thể nói cái tiềm năng du lịch của Bách Thuận rất là đa dạng phong phú. Chú Trường thấy là khi mà qua cầu Tân Đệ thì ta sẽ trở về cái làng quê Bách Thuận, thì có thể nói là đón đầu thành phố, đó là làng quê tôi, làng vườn du lịch sinh thái Bách Thuận. Vâng. Bắt đầu bước vào đầu xã thì ta sẽ được tham quan cái ngôi chùa cổ kính mà đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, đó là đình chùa Từ Vân. Chùa Từ Vân, vâng. Sau cái chùa Từ Vân đó thì ta sẽ đi qua một cái nơi mà gọi là ẩm thực của Bách Tính, đó là của xã Bách Thuận, đó là bánh cuốn bánh bèo chợ Xuân Bi. À vâng. Đúng không? Và như anh đã nói là qua cổng chợ thơm nồi bánh cuốn đấy. Dọc con đường uốn lượn cây xanh. À thơ vâng. Trường sẽ cho du khách vào thăm một cái điểm mà rực rỡ sắc màu của các cái loài hoa ngày Tết, như là hoa dược, hoa cúc vàng, hoa violet, đó là được ghi dấu ấn, đó là 63 thung thồng khá Bách Thuận mình. Dạ. Đấy là trường chắc là đã... Trên đấy là nhà bác Bèn em đưa vào rồi. Đấy. Qua cái con đường xuống dưới, dọc xuống dưới này thì ta sẽ tham quan cái vườn quả. Vâng. Vườn quả ở nhà thầy Lão Bảo, thầy Lão Hảo. Vâng. Vườn bồng đấy, vâng. Vườn bồng đấy thì mọi người rất là nhớ. Vâng. Đến cái vườn bồng đó. Thế là cùng song song với việc đó ta theo chạy theo xuống cái giải của Bách Tính sẽ là khu di tích lịch sử văn hóa đình chùa Bách Tính. Vâng. Có những ngôi đền mà có đã có từ hơn 200 năm nay vào thăm cái là cây đa cây gạo mà đã được công nhận là cây di sản. Vâng. Văn hóa cấp quốc gia. Sau đó ta trở ra thì xuôi xuống là ta vào thăm vườn cây cảnh. Vâng. Hoa lan nhà vàng. Tôi vàng. Rẽ sang bên trái sẽ là vườn hồng của nhà bác Nga Bá. Vâng. Đấy là và cái tiếp cái lịch trình dưới chiều sẽ là thăm cái ngôi nhà cổ của cụ Phạm Xuân Miễn. Vâng. Thế mà trên cái giải Bách Tính, dọc cái đường giải Bách Tính này thì song song cái những cái nhà đấy là gọi là điểm thôi, nhưng mà trên đường đi thì ta còn được ngắm rất là nhiều những cái vườn hoa quả cảnh của làng Bách Tính. Vâng. Nó sẽ là muôn màu sắc, thì cứ chậm chậm theo anh là cái lịch trình của cứ chậm chậm đi theo đấy thì hai bên đường sẽ được ngắm rất nhiều những mô hình đối tượng khác nhau. Vâng. Hay quá. Thế thì em thấy là một người làm vườn như bác mà có thể là tư vấn cho quý vị khán giả kể cả một cái lịch trình tham quan chuyên nghiệp đúng như người làm tour như bọn em. Vâng, rất là tuyệt vời. Hay quá. Và biết bác cũng thỉnh thoảng cũng tham gia trong các cơ hội để sáng tác thi ca đúng không? Hôm nay bác có cái bài thơ nào mà để tặng khán giả của kênh YouTube Cây Cảnh Bách Thuận không? Để giao lưu một chút cho vui. Thực ra là người làm cây này cũng có mang mát cái tâm hồn nghệ sĩ em nhỉ. Vâng. Trong lúc sửa cây này làm sao nó phải bay bổng. Vâng. Thực thơ cũng không hay lắm nhưng mà anh chỉ hay có đôi vần thơ để ca ngợi quê hương mình thôi. Vâng. Thì có lẽ là cái bài thơ mà ca ngợi quê hương Bách Thuận anh cũng đã đăng tải trên cái trang Bách Thuận của mình rồi. Vâng. Chắc là em và mọi người cũng đã được biết. Hôm nay anh tặng trường cái bài thơ ca ngợi quê hương Bách Tính. Vâng. Nhà anh. Vâng. Cứ vừa làm cây xong rồi vừa nghĩ vừa đọc. Vâng. Anh tặng trường bài thơ ca ngợi quê hương Bách Tính quê anh. Bách Tính gần cả sông Hồng, phù sa bồi đắp ruộng đồng bao la.
bốn mùa cây trái trổ hoa bụi đấy, vườn xuân cây cảnh nhà nhà khang trang. Đất sông Hồng phù sa bát ngát, không quá đâu sông Hồng đắm bát vườn cây. Xin mời du khách tới đây hương lan hương vườn ngắm say lòng người. Hoàng hôn thì thánh thót tiếng cười, xóm thôn đoàn kết xây đời ấm no. Ơn đảng nhân lối chỉ đường, nước thôn đổ mới quê hương đẹp cầu. Chiều tà móng ngả trên đầu, gió đưa thoang thoảng hương lâu mát. Nàng quách tính đẹp như một bức tranh, hoa tươi quả ngọt tiếng lành đồn xa. Thôn làng văn hóa quê ta, người người phấn khởi trang hòa yêu thương. Dọn dẹp cái đồ qua tiếng thơm vang vọng bốn phương, cùng nhau xây dựng quê hương đẹp giàu.